chào mừng quý vị đang đến với kênh vn youtuber thưa quý vị chiến tranh ukraine đã diễn ra được 2 năm nhưng trong thời gian qua ngoài những thông tin về diễn biến chiến sự chung chung chúng ta ít khi được tiếp cận với những thông tin mô tả chi tiết về cuộc chiến đang diễn ra như thế nào đặc điểm của nó là gì may mắn là đến thời gian gần đây khi cuộc chiến kéo dài sang năm thứ ba thì đã có những người trong cuộc mô tả chi tiết hơn về cuộc chiến đấu ở ukraine đưa lên truyền thông trong chương trình này, tôi xin giới thiệu đến quý vị lời kể của Jakub Zajkaj. Jakub Zajkaj là một cựu sĩ quan trong lực lượng tinh nhuệ của quân đội Slovakia, nhưng đã xuất ngũ và gần đây làm nghiên cứu tiến sĩ tại khoa nghiên cứu Trung Đông của Đại học Sackler ở Praha, Cộng hòa Séc. Trong bài viết đăng trên trang realcleardefense.com, Jakub Zajkaj đã đúc kết 3 vấn đề mà anh ta chiêm nghiệm qua thời gian tham chiến trong một tiểu đoàn bộ binh ở Ukraine. Trước hết, Xin giới thiệu phần 1 nói về chiến thuật bộ binh. Zakup viết Tháng 8 năm 2022, tôi trở thành một tay súng trường trong tiểu đoàn bộ binh của quân đội Ukraine. Trong suốt năm tiếp theo, tôi đã có tổng cộng 10 tháng chiến đấu với đơn vị này ở các mặt trận Kharkov, Donetsk và Luhansk. Trước khi gia nhập quân đội Ukraine, tôi đang là một nghiên cứu sinh tiến sĩ về khoa học chính trị và trước đó nữa là một sĩ quan trong lực lượng vũ trang Cộng hòa Slovakia. Thời gian ở trong chiến hào đã cho tôi những hiểu biết sâu sắc nhất định về cuộc chiến này. Những điều mà tôi hy vọng có thể hữu ích cho người đọc nào muốn có hiểu biết nhiều hơn về cuộc chiến này. Nó cũng có thể đáng quan tâm với những ai muốn giúp các quân đội NATO chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc xung đột tương lai. Đầu tiên là về chiến thuật bộ binh. Các báo cáo truyền thông cũng như một số đồng nghiệp cũ của tôi trong NATO những người đã huấn luyện cho lực lượng ukraine đã hỏi tôi rằng bộ binh ukraine huấn luyện với nato thường phàn nàn rằng sự huấn luyện mà họ nhận được không liên quan gì đến thực tế chiến trường ukraine các chiến thuật của nato nhấn mạnh vào sự cơ động trong khi chiến tranh ở ukraine đã trở thành một cuộc xung đột đình trệ với đặc điểm là chiến hào và mặt trận bất động những thành phần chủ yếu trong chiến thuật đơn vị nhỏ của nato như tuần tra xâm nhập phục kích và đột kích khó có thể dùng ở Ukraine. Trừ một số ít ngoại lệ, chẳng hạn như trận chiến ở Bách Mút, hầu hết các cuộc xung đột dọc theo chiến tuyến hơn 1.000 km diễn ra trong những khu vực nông thôn, cho nên chiến đấu cận chiến và các chiến thuật tác chiến địa hình đô thị cũng trở nên vô ích. Trong hầu hết các khu vực của mặt trận nông thôn này, rất khó để bộ binh thậm chí tiếp cận được vị trí của đối phương. Trong 2 năm, gần như xung đột tĩnh tại này những vị trí này đã thiết lập chính xác sự ngăn chặn từ lúc bắt đầu manh nha. Chiến hào và bong ke với các vùng đan chéo của hỏa lực được hỗ trợ bởi bãi mìn khiến cho các hoạt động bộ binh khó khăn. Khi bộ binh đi vào khu vực tiếp cận với kẻ thù, kiểu chiến thuật cơ động phổ biến nhất là sung phong vào chiến hào. Mặc dù có 2 năm kinh nghiệm chiến tranh, các kỹ năng chiến thuật của phần lớn lực lượng vũ trang Ukraine mà tôi đã chứng kiến đều là nghèo nàn hầu hết binh sĩ được đưa ra mặt trận mà gần như không được huấn luyện chiến thuật bộ binh. Điều này dẫn tới những tình huống nguy hiểm và ngỡ ngẩn. Ví dụ, điều thường xuyên xảy ra trong đại đội tôi khi chúng tôi được đưa luân phiên ra mặt trận. Chúng tôi sẽ ngồi trên xe cho đến vị trí đổ quân, đôi khi số lượng lên tới 30 binh sĩ trên một chiếc BTR. Tại điểm đổ quân, chúng tôi đứng túm tụm trong khoảng thời gian đến 10 phút để chậm chậm bốc rỡ thiết bị và hậu cần xuống mang vác nặng, những người lính sẽ chậm chậm di chuyển đến vị trí của họ, trong những toán khi thì một hai người, khi thì đông hơn. Tất cả những điều này diễn ra đúng trong cự ly mà những lính Nga ở vị trí gần nhất với khoảng cách chưa đến 500m có thể nghe bằng tai. Trong một tình huống tương tự như thế, bất kỳ sự huấn luyện chiến thuật nào, dù có liên quan trực tiếp hay không, đều sẽ mang lại một sự cải thiện. Ít nhất thì nó sẽ giúp các binh sĩ phát triển một tư duy chiến thuật và giảm các rủi ro liên quan đến sự tập trung đông người cũng như giảm rủi ro gặp phải thương vong mà không ai có thể nói trước. Trong các chiến thuật đặc biệt hữu ích ở mặt trận Ukraine, các cuộc tập trận cổ điển của NATO như tấn công băng vẫn có nhiều tính chất thích hợp, nhưng chúng không thể được giảng dạy nếu người học không có ít nhất là một số động tác chiến thuật cơ bản. Mặc dù hầu hết trận chiến xảy ra ở vùng nông thôn, chiến đấu cận chiến có thể được áp dụng vượt ra ngoài bối cảnh ban đầu của nó chính xác là trong lúc xung phong vào chiến hào và công sự của Nga. Nhiều đường hào Nga đã trở nên cực kỳ phức tạp với một mạng lưới đường hào dài, thường có mái che và bong ke chứa nhiều cửa. Nói cách khác, chiến hào của Nga hiện giờ giống với không gian bên trong những tòa nhà và việc tràn ngập chúng không còn là đơn giản. Quý vị thân mến, trên đây là những lời của Jakub Zaykay bàn về góc độ chiến thuật bộ binh của quân đội Ukraine trong cuộc chiến. Đọc những dòng này của Jacob Saikai, tôi có cảm giác vô cùng quen thuộc. Những mô tả của Saikai làm tôi nhớ đến những mô tả trong tiểu thuyết cao điểm cuối cùng mà tôi đã đọc hồi cuối năm ngoái trên kênh đọc truyện. Thì ra, vũ khí có hiện đại hơn sau 70 năm, nhưng hình thái chiến tranh chiến hào vẫn vậy. Trong chuyện cao điểm cuối cùng, bộ đội Việt Nam đã phải rằng coi nhiều ngày với quân Pháp trong những chiến hào để chiếm đổi A1 thì ở Ukraine, Nga và Ukraine đang rằng co với nhau trên một chiến tuyến rộng lớn gấp bội, dài tới hơn 1.000 km. Tuy quy mô lớn nhỏ khác nhau, nhưng những bài học về kỹ chiến thuật bộ binh khi tác chiến công kiên thì không khác nhiều. Vẫn là những lưu ý về kỹ năng phân tán, tránh bị địch sát thương, cùng với những kỹ năng sung phong chiến đấu trong chiến hào. Trong hình thái chiến tranh này, các chiến thuật của NATO dựa trên sức cơ động của cơ giới không phát huy được tác dụng vì chỉ cần xe cố xuất hiện là đã bị hỏa lực tấn công từ rất xa. Giống như mỗi khi xe tăng Pháp xuất hiện để cứu A1 liền bị các chiến sĩ của ta gọi pháo binh tiêu diệt. Chương trình xin dừng tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.